khám phá động vật dị thường tồn tại nơi nóng nhất trên trái đất. Thời tiết ngày càng đóng bức khiến nhiều người khó chịu, nhưng một số loài động vật dị thường lại có thể tồn tại ở những nơi được mệnh danh là hỏa diệm sơn trên trái đất. Để sinh tồn, những loài động vật này đã học cách vượt qua cái nóng để có thể sống sót và phát triển trong những môi trường nóng bức và khắc nghiệt nhất trên trái đất cá buffet. Nhiều loài cá buffet sinh sống ở châu Mỹ và vùng Caribe rất khỏe mạnh, có khả năng sinh sống và thích nghi và trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt. Evan Carson, nhà sinh vật học tại Đại học New Mexico của nước Mỹ cho biết, nếu bạn cho cá buffet vào nước ngọt hay là nước muối trong điều kỳ nhiệt độ cao hay thấp thì chúng vẫn sống tốt. Chúng được coi là loài động vật cực hạn có khả năng sống sót ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất cá asmedo amaros brasard buffet có thể sống ở những con suối có nhiệt độ nước bằng 37,7 độ C tại vườn quốc gia thông lũng chết nước Mỹ. Tuy nhiên nhiệt độ nước ở đây vẫn còn quá thấp so với suối nước nóng tại sa mạc Chihuahuan ở Mexico. Minh chứng cụ thể là suối nước nóng El Banosos là nơi sinh sống của cá cholemes buffet với nhiệt độ nước có thể lên tới là 45,5 độ C. Trong khi đó, thì cá Big Buffet có thể sống tại các suối nước nóng ở Spanos de San Diego của Mexico, nơi có nhiệt độ nước suối lên tới 43,8 độ C. Lừa hoang ở châu Phi Nhiệt độ ở Danlo, khu vực phía bắc của Ethiopia, thường đạt mức nhiệt lên tới 48,8 độ C vào mùa hè và nhiệt độ trung bình là 33,8 độ C. Tuy nhiên thì dù nóng như vậy, nhưng khu vực này vẫn có khoảng 400 con lừa hoang châu Phi sinh sống. Chúng thường ăn các loại cỏ, lá và vỏ cây. Fiona Masro, nhà nhân chủ học tại Đại học Washington của nước Mỹ cho biết, để hạ nhiệt thì lừa hoang châu Phi có quá trình trao đổi chất linh hoạt và khả năng uống nhiều nước trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, điểm khác biệt đó là chúng không cần nhiều nước giống như những vật nuôi ở trang trại như cừu và dê loài cáo rúp bell sa mạc lúc ở Iran được coi là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. Vào năm 2005, thì cơ quan hàng không vũ trụ của nước Mỹ viết tắt là NASA từng đo được nhiệt độ cao kỷ lục ở đây là 70,7 độ C. Tuy nhiên, loài cáo rubbel lại có khả năng sống trên những bãi cát nóng khủng khiếp ở sa mạc lúc nhờ có khả năng tiết kiệm nước, chúng lấy nguồn nước chủ yếu từ việc ăn thịt con mồi. Loại động vật có vú này đi săn mồi vào ban đêm để giữ thân nhiệt mát mẻ và tránh làm mất đi độ ẩm quý giá. Bên cạnh đó, thì cáo rút còn có một số khả năng thích nghi khác như cơ thể nhỏ giúp chúng dễ dàng giải phóng lượng nhiệt dư thừa, tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể giúp cho chúng có thể tiết kiệm năng lượng và nước tiểu đậm đặc làm giảm lượng nước tiêu thụ. Chuột Reiter Bilby vào năm 2003 thì các vệ tinh của NASA từng đo nhiệt độ cao nhất ở khu vực Queensland của nước Úc là 69,4 độ C. Tuy nhiên có một loài chuột túi có thể sinh sống tại vùng đất nóng khủng khiếp này, đó chính là chuột Raster bilby, hay còn gọi là chuột đất, loài thú có túi sống tại khu vực khí hậu khô nóng ở Queensland. John Wanoski, nhà sinh vật học tại Đại học Charles Darwin của nước Úc cho hay loài động vật này có thể tránh nhiệt độ cực đoan bằng cách xây dựng và ẩn nấp trong những hệ thống hang động phức tạp dưới mặt đất, như hang này có thể sâu từ 2 cho tới 3 mét. Vẹt đêm Nhà sinh vật học Wanowski cho biết một loài động vật khác ở nước Úc có thể sống sốt trong những môi trường nhiệt độ cao khủng khiếp là loài vẹt đêm. Vẹt đêm là loài động vật khá nhút nhát, Chúng từng được cho là tuyệt chủng cục bộ ở Queensland trước khi người ta tìm thấy lại nó vào năm 2013. Chúng chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm và thường trú ẩn trong các tán cây vào ban ngày để tránh nóng. Có lẽ nhờ vậy mà vẹt đêm có thể tồn tại trong điều kiện thời tiết khô nóng với mức nhiệt cao đến kỷ lục. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.